20 con em hay lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba tạ thi dâm vị đắc mong sở nâng cao cho 20 con em hay lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba tạ thi dâm vị sân khăn sở nâng cao cho 20 con em hay lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thằng xa ra nặng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm mang xa ra nặng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang xa ra nặng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bị Bụt thằng xa ra nặng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bị thầm măng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bị sẵn khăn xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bị bút thằng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thầm mang xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì sa rana gaha nam nithi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ chúng con xin vâng. Ma na thi ba ta về làm mình đi kho với năng sam giáo mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh a đinh na đa na về làm mình y sẽ khó có năng sâm mắt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra về làm mình y sẽ khó có năng sâm mắt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da về làm mình đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na về làm mình đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dị uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A din na đa na quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mích cha cha ra quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya mách chấp ba ma đát tha na quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dui uống rượu và các chất say. Imani ban cha sikha badhani sa dukang ta toang ap bama de nani cha kalang samarak
khi ta băng chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra nguyên như hành theo cho được trong sạch định, có dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon tị, sì lê na phô ca tâm bác đàn, sì lê na nê phu tinh yon tị ta ma si lăng vị số thát dê. Cho chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi có cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay, dạ chúng con kính tri ân sư đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na quan đề hằng ba đa bằng sùng và ruột ta mang bút thề vô khá lý tổ đồ sô bút thô khá ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng tham mạnh cha đu vít hằng qua rằng tham mê vô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sằng khanh cha đu vít hô ta mang sằng khê vô khá lý tô đô sô sằng khô khá ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Siddhiya janagatha siddhamantu 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 idang phalange tasmin ratanatta yasmin sambasayana che. Ta xuống cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Akasata cha bom mata dewa naga mahitika bốn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu sa sa năng a ca sa ta cha bồ mát ta đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nô ga ru a ca sa ta cha bồ mát ta đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăng tu nhà ta vô a ca sa tha cha bom ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăng tu ba ni nô a ca sa tha cha bom ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăng tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh.
Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh ạ. Yang kin chi kusala kamang katap bang kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se sugatang katang ye satta sanyino athi ye cha satta asanyino katang bun nya pha lang mai hang sap be pha gi pha quan tu te ye tang katang su quy di tang din năng bun nya pha lang ma ya ye cha ta thana cha nan ti de wa gan toa ni we da dung sap be lo cam hi ye sat ta chi quan ta ha ra he tu ca ma nun nhang pho cha năng sap be la phan tu ma ma che ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tỳ nằng hồn, tu xúc hi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quắc kha già qua hằng hồn túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, do phước mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới, chúng con kính dâng mic con xin sám hối, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến với quý sư, quý cô tu nữ, và xin chia phần phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền, mong rằng với phước này trợ duyên quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả phiền và mau chóng giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, đã có Pháp Sư Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa brahmacaloka thipati sahambati katang chali an thi warang aya cha tham santi tha sat tap bara chak kha cha ti ka de se tu thammang anukam bi mang ba chang. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư con cũng đã thực hiện xong. Dạ, em kính dâng mic đến chị Nhục Huỳnh để chị điều hợp chương trình trong ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em kính dâng mic đến chị Nhục Huỳnh ạ.
Dạ, xa thú, xa thú. Cảm ơn Thích Kim Nhâm. Tha giá, Nam Mô Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Nhâm, cảm ơn Thiện Vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Thượng Tòa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, hôm nay là ngày giảng của Thượng. Dạ, trước khi chúng con thỉnh sư lên nhà giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, con xin được phép đọc phần chánh văn ạ. Bài học hôm nay, Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm 8, La Mã Phẩm Thắng, bài bốn kiết sử. Vật gì trói buộc đời, vật gì dẫn hành đời, do đoạn trừ pháp gì mới được gọi niết bàn. Thế Tôn, chính hỷ trói buộc đời, tâm cầu dẫn hành đời, do đoạn trừ khác ái mới được gọi niết bàn. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con đọc cái câu chánh văn này, đọc đi đọc lại con thấy rất là khó hiểu. Con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh có thể giảng dạy rộng hơn một chút để cho chúng con được hiểu học bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc cái phần chánh kinh. Nhưng mà cái câu thứ hai đó là tầm cầu dẫn hành đời. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cũng xin kính đảnh lễ từ Tôn Đức Trưởng Lão, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng. Và kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào phần chia sẻ, giảng giải Phật Pháp, thì xin cung kính Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh,
Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Để sẽ nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là Mô Phạm Quần Sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng pháp thể khang ngang, kính chúc tất cả quý tôn nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái vị chư thiên đó nêu lên cái câu hỏi vật gì trói buộc đời, vật gì dẫn hành đời, rồi do đoạn trừ pháp gì mới được gọi niết bàn. Thì Đức Thế Tôn mới đáp lại cái câu hỏi của cái vị chư thiên. Chính hỷ trói buộc đời, tầm cầu dẫn hành đời, này, do đoạn trừ khác ái mới được gọi niết bàn. Thì ở đây đó, thì về cái những cái ngôn từ ở trong này đó, thì nó rất là cô động, cho nên là chúng ta phải tìm hiểu thì mới hiểu được cái ý nghĩa. Thì quý vị thấy cái tựa của cái bài thứ tư này đó là kiết sử. Kiết sử là cái gì? Là những cái sợi dây trói buộc. Rồi thì những cái sợi dây nào mà nó trói buộc chúng sanh, rồi nó dẫn dắt chúng sanh thực hành, nói năng, làm luận, suy tư ở trong cái đời sống. Thì kiết sử thì nó, nếu mà mình nói thì nó có chia ra làm hai. Thì năm cái hạ phần kiết sử, hay là rồi nó có năm cái thượng phần kiết sử, còn có tên là năm thằng thúc, bậc hạ, năm thằng thúc bậc thượng. Thì thường thường á là quý vị nghe là trong bài kinh chúng ta đọc đó, vị Tu Đà Hoàn đã dứt khỏi ba pháp chướng ngại thường có là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đó thì ở năm cái kiết sử bậc hạ đó, thì nó gồm có là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, rồi tình dục, thù oán. Rồi năm cái thượng phần kiết sử, hay là năm những thằng thúc bậc thượng ấy, thì ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng tâm và vô minh. Thì chính những cái kiết sử này đó, nó cột trói mình trong cái thế gian này. Nó trói buộc mình vào cái cổ máy của sinh tử luân hồi. Thì chính cái gì, cái tầm cầu là cái mong muốn tìm kiếm, tức là hay mình nói dễ hiểu là cái tham. Chính vì tham muốn chúng ta
muốn cái này, muốn cái khác, à, làm cái này, làm cái khác, làm cái kia để đạt được, đạt được cái mong muốn mình, à, tìm kiếm, tìm kiếm cách khác, à, để mà đạt được những cái mong muốn của mình. À, thì khi mà chúng ta chưa có hiểu biết, à, chúng ta bị, à, vô mình và tham ái, thì hai cái này đó là gì? Là cội nguồn, mà căn cội của cái thế gian này. À, thì ban bố rộng ra đó thì nó có tất cả các cái loại phiền não. À, à, rồi chính những cái phiền não này nó là cái mạng lưới, à, nó bủa dây, nó bao bọc mà nó trói mình, à, hay là nói là như là, à, tứ bọc tứ phược, à, tứ phối, à, là những cái sự mà trói buộc che án, làm cho chúng ta không có thấy được các pháp. À, rồi sao, à, chúng ta đắm nhiễm ở trong đó. À, cho nên á, là khi mà chúng ta, à, thực hành, chúng ta có cái tâm mong cầu muốn giải thoát, à, thì chúng ta phải thực hành, à, theo cái lời Đức Phật dạy, à, theo giáo pháp, những cái phương pháp mà để chúng ta, à, thực hành. À, đó, thì Đức Phật nói gì? Do đoạn trừ các ái, à, mới được gọi niết bàn. Thì chính cái tham lam, à, mong muốn tầm cầu, à, mà chúng ta suy nghĩ, nói năng, làm, hành động, ha, chừng nào mà chúng ta diệt trừ được cái khác ái đó, à, thì chúng ta mới giải thoát, hay là gọi là niết bàn. Đó, thì chúng ta phải chặt đứt những cái kiết sử, chặt đứt những cái sợi dây trói buộc, à, diệt trừ những cái thằng thúc, à, từ thấp tới cao. À, cho nên á, là trong cái bài kinh mà Đức Phật nói á, vị Tu Đà Quần đã vượt khỏi ba pháp chướng ngại thường có là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. À, đó là ba cái pháp mà để mà, à, từ cái người phàm nhân, à, bước vào dòng thánh, trở thành bậc, à, thánh nhân, sơ đạo sơ quả, hay là thánh, à, nhập lưu, à, thánh Tu Đà Quần, à, để quý vị dễ hiểu. À, cho nên á, là chúng ta lấy cái đó để mà chúng ta, cái mục tiêu để mà chúng ta học, suy tư và thực hành. À, thì chúng ta bây giờ á, chúng ta cần phải diệt trừ cái gì? Cái thần kiến. À, cái đầu tiên hết là thần kiến. À, thì những cái môn học nào, những cái phương pháp thực hành nào, à, để chúng ta diệt trừ được cái thần kiến. À, thì chúng ta phải học, phải tìm hiểu, phải thấy được là trong cái thân ngũ quẩn này nó hoàn toàn không có một con người, một cái bản ngã, một cái linh hồn. À, vì bấy lâu nay mình sai lầm, à, mình chấp thủ, mình cho rằng, à, thân này là của tôi. À, chính những cái
những cái tà kiến mê lầm này đó. À, mình dần mình chấp thủ, mình cho là của tôi, là tôi. À, tại sao nó mới đi đến những cái chấp thủ ở bên ngoài. À, mình chấp thủ ngay chính bản thân mình trước, à, rồi mình mới chấp thủ đến những cái vật xung quanh. À, nhà cửa của tôi, tài sản của tôi, rồi gì, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, cha tôi, mẹ tôi, à, dòng tộc của tôi, à, đất nước của tôi, đó. À, chính những cái mê lầm lệch lạc này, à, mình chấp thủ để mà mình đi đến những cái khổ đau. À, cho nên là chúng ta phải học rồi phải thấy được sự vận hành của cái thân ngũ uẩn này, hoàn toàn không có một cái gì là tôi ở phía sau cái thân ngũ uẩn này. Cái tôi đó chỉ là những cái danh từ tục đế định đặt để mà nói chuyện ở trong cái thế gian, để mà giao tiếp thôi. Thì thường thường á, là quý vị học mà bất cứ một cái ngôn ngữ nào đó, nó cũng chia ra làm cái ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Nhưng mà tùy theo ví dụ như trong những cái ngôn ngữ cái thời hiện đại á, thì ngôi thứ nhất là chỉ cái người mà đang nói. Ví dụ là tôi là ngôi thứ nhất. Cái đối tượng mình đang đối diện, mình đang nói chuyện đó là ngôi thứ hai. Rồi một cái đối tượng mà mình đang nói đến, đề đến là ngôi thứ ba. Tôi, anh, chị, gì đó. Rồi cái ngôi thứ ba là nó nha. Đó. Chứ sự thật ra đó, khi mà chia chẻ ra đi vào cái tính chất mà chân đế đó, thì không có tôi, mà cũng không có anh chị, không có ai hết, mà cũng chẳng có nó nữa. Đó. Chỉ là những cái danh từ tục đế để mà mình nói với nhau, để mình biết cái sự ám chỉ về cái nhân vật đó đó. Chứ sự thật ra đó, tất cả là gì? Tất cả là đất nước lửa gió, nhân duyên, rồi nó vận hành theo cái nhân duyên, theo cái định luật vô thường, luôn luôn là biến đổi. Rồi đó là vì biến đổi cho nên luôn luôn nó đổi thay, nó không có như mong muốn, bất tội nguyện, và mình không điều khiển gì được nó hết. Cho nên chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta phải thấy từ ngay cái thân ngũ uẩn của chính mình. Mình phải diệt trừ được những cái mê lầm tà kiến ở ngay trong cái nội thân này. Mình phải chia sẻ, mình thấy được tất cả nó là những cái thành phần vật chất và tinh thần, do nhân do duyên nó cấu hợp tạo thành. Đến một lúc nào đó nhân duyên hết thì nó sẽ tan rã theo cái quy luật tự nhiên của vạn vật đó. Thì khi mà mình hiểu biết như vậy đó
Thì mình mới diệt trừ được cái chấp thủ về cái thần kiến này. Còn mà nếu mà nói về mà cái tà kiến thì nó, quý vị đọc trong cái bài kinh Trương Bộ đó, nó mới tới 62 loại tà kiến. Những cái mê lầm tà kiến này đó, nó giống như là cái mảnh lưới, nó bủa dây, nó bao bọc. Rồi sao? Nó là những cái sợi dây, kiết sử là cái tiếng Hán, nó là sợi dây, là cái phước, là cũng là sợi dây, rồi phối là những cái sự phối hợp. Ví dụ như bây giờ cái tấm lưới đó, thì có những cái sợi dây nó phối hợp với nhau, nó đương đương lại, nó dính với nhau, nó mới trở thành tấm lưới. Do đó đó thì những cái phiền não này nó cũng vậy, nó phải liên hệ nhau, rồi nó đan xen, trở thành những cái sự trói buộc đó. Cho nên bây giờ á, mình muốn thoát ra đó, mình muốn thoát ra đâu phải là mình có thể mà dễ dàng mình thoát. Mình muốn thoát ra đó thì sao? Mình phải lần hồi mình cắt, mình gỡ từng mối. Lần hồi thì mấy cái tấm lưới nó mới bị xé rách. Rồi mình mới có thể mới thoát khỏi cái tấm lưới đó được. Đó. Cho nên á, là chúng ta từ vô thủy tới giờ đó, là mình bị nhiễm đấm, rồi mình bị búa dây bao bọc trói buộc, mà mình cứ ung dung nhẫn nhơ tự tại trong cái sự trói buộc đó. Rồi những cái lúc nào đó mà nó không được như ý, mình mong cầu không được, mình gặp những cái đối tượng mà không thích hợp, mình khổ đau, mình buồn rầu, mình than khóc mà thế này thế khác, nhưng mà sao khi mà cái trường hợp mà nó thuận lợi chút, nó tốt đẹp hơn chút, và cái sao cái mình vui mừng hoan hỷ đắm nhiễm trở lại. Hồi mà mình khỏe đó thì mình ung dung tự tại, tung tăng ngắm trời ngắm đất, làm mây, làm thơ, làm nhạc rồi này kia nọ, rồi tới chừng mà bệnh hoạn khổ đau thì khóc lóc rên xiết. Nhưng mà được một cái phương thuốc nào mà nó chữa cho cái khổ của cái căn bệnh đó mà giảm thiểu rồi, cái mình quên đi, quên đi, quên cái bệnh đi. Vì sao? Vì cái tâm mình nó chạy ra bên ngoài, nó theo mây, theo trăng, theo gió, theo những cái cảnh vật xúc thinh hương vị ở bên ngoài, quên đi. Đó. Thì cứ như vậy cho nên mà chúng ta bị giam hãm, bị trói buộc trong cái cổ máy sanh tử luân hồi, từ thời vô thủy đến bây giờ. Đó. Bây giờ á, cũng như là mình may mắn, mình tìm hiểu, thay vì hồi đó đó là mình tầm cầu cái ngũ trần, thì bây giờ sao? Chúng ta tầm cầu các cái pháp để mà đưa đến cái sự diệt trừ khác ái. Hồi đó giờ mình tầm cầu những cái điều mà bất thiện,
Thì bây giờ á, mình phải phải tâm cầu cái thiện. Hồi đó giờ mình tâm cầu những cái pháp thế gian, thì bây giờ mình phải tâm cầu những cái pháp mà thánh nhân cao thượng. Cho nên là có cái bài kinh là thánh cầu. Phàm nhân thì thường thường á, họ cầu mong được cái lợi lộc, được cái tài sản, được cái hạnh phúc của thế gian. Nhưng mà khi mà mình hiểu biết rồi đó, mình hiểu biết rồi, mình thấy rằng mình tìm hiểu được cái chân đế rồi, thì bây giờ mình á phải tầm cầu những cái điều mà tốt đẹp hơn ngoài cái thế gian này. Thì muốn mà đạt đến cái sự an vui, đạt đến những cái thánh đạo thánh quả, thì phải có những cái pháp của bậc thượng nhân. Cho nên á, mình phải học hỏi, tầm cầu các cái pháp để mà trở thành bậc thánh nhân, hay là Đức Phật dạy gọi là thánh cầu đó. Hồi đó giờ mình tìm kiếm những cái điều mà thấp thỏi, bây giờ mình phải tìm kiếm những cái điều cao thượng đó. Hồi đó giờ mình là cái người phàm nhân, phàm phu tục tử, chỉ biết những cái điều mà của thế gian thôi. Bây giờ mình phải tiến bộ hơn chút, mình trở thành cái người mà phàm nhân, nhưng mà phàm nhân có giới, ít ra mình cũng là cái người phàm nhân, nhưng mà mình đã có giữ được năm cái giới, đó là cái pháp bước đầu rồi đó. Rồi sao? Hồi đó giờ mình phàm nhân, mình chỉ say đắm trong cái thế gian này, mê lầm tà kiến. Bây giờ nhờ mình học hỏi, mình có một chút kiến thức, mặc dù cái kiến thức này nó còn nhỏ nhoi lắm, nó mong manh lắm, nhưng mà sao? Mình phân biệt được cái thiện, cái bất thiện. Là cái điều đó là cũng có tiến bộ rồi, có cao quý rồi. Chính nhờ mình có cái niềm tin chân chánh rồi, cho nên mình mới giữ giới. Có cái niềm tin chân chánh rồi đó, thì sao? Chúng ta mới từ bỏ những cái sai lầm tà kiến, để mà tầm cầu những cái chánh đáng, chánh kiến. Đó thì phải đi từng bước. Hồi đó giờ á, cái tầm cầu cái dục lạc của thế gian, chúng ta mới bị trói buộc ở đời. Bây giờ mình tầm cầu cái điều tốt đẹp, để mà vượt ra khỏi cái thế gian này, để cởi trói những cái sợi dây mà nó trói chúng ta ở trong cái vòng quay của luân hồi. Cho nên đó là chúng ta lần hồi chúng ta phải vượt ra. Mỗi ngày mình học một chút, mỗi ngày mình hành một chút, mỗi ngày quý vị ráng cắt một cái mối dây của cái lưới thôi. Mỗi ngày mình cắt một chút, mỗi ngày mình cắt một chút, thì sao? Lần hồi mình mới phá tan được cái tấm lưới. Chứ còn hồi đó giờ mình bị buộc trói, rồi giờ cái mình hiểu biết được cái mình muốn vượt thoát ra liền thì đâu có dễ, thấy không? Đó, cho nên đó, là phải thực hành từng bước, từng bước. Đó, Đức Phật
đã dạy cho mình một cái, một cách thức rồi. Bây giờ đó, mình do những cái tầm cầu bất thiện nó trói buộc mình. Bây giờ đó, cái gì sơ đạo sơ quả, thánh nhân nhập lưu tu đà quần thì sao, diệt trừ được một cái thân kiến. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu những cái pháp nào, thực hành những cái pháp nào để mà diệt trừ được thân kiến, rồi tìm hiểu những cái gì, thực hành những cái điều nào để mà diệt trừ cái hoài nghi. Rồi, chúng ta phải thực hành như thế nào để mà diệt trừ cái giới cấm thủ. Đó, thì khi nào mà chúng ta thực hành đầy đủ cái bổn phận của mình, lúc đó chúng ta sẽ diệt trừ được cái phàm phu ở trong chính chúng ta. Lúc đó chúng ta trở thành thánh nhân, bậc thánh hữu học. Đó, cho nên đó là sao, chính nhờ diệt trừ những cái mầm móng bất thiện này nè, ba cái mầm móng bất thiện này đó, mà khi mà cái vị đạt đến sơ đạo sơ quả không bao giờ còn rơi vào khổ cảnh. Đó, chính vì những cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ này đó, những cái tầm cầu tìm kiếm hưởng thụ sắc thinh vị xúc, cho nên là những chúng sanh nó rơi vào khổ cảnh. Và khi mà thực hành diệt trừ được những cái này rồi thì những cái mầm móng mà nó đưa chúng sanh rơi vào khổ cảnh không còn nữa. Cho nên là cái vị thánh nhân sơ đạo sơ quả này, Đức Phật nói là không còn tái sanh quá bảy kiếp, nhiều lắm là bảy kiếp thôi chứ không hơn nữa. Do những cái nhân nó đã tạo, nó lần hồi, nó phát triển, sự thực hành của mình ấy, càng ngày càng tăng trưởng thì sao, thì những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ mình càng ngày càng mạnh mẽ lên, để đủ sức để đối trị, diệt trừ những cái phiền não. Đó, thành ra khi nào mà mình chặt đứt được, diệt trừ được năm cái kiết sử thấp thỏi, thì mình sẽ đạt đến cái gì thánh tam đạo tam quả. Rồi mình cố gắng nỗ lực tu tập tạo trữ các pháp độ hoàn chỉnh đầy đủ thì mình sẽ đạt đến tứ đạo tứ quả, là bậc thánh A La Hán, đã diệt trừ, đoạn trừ tất cả các cái năm cái kiết sử bậc cao. Đó, thì cứ đi từng bước. Còn bây giờ nếu mà trong cái đời sống hiện tại này đó, mình đang dung bồi, mình đang tu tập, mặc dù là mình chưa đạt được cái thánh đạo thánh quả gì hết á, nhưng mà ít ra đó, sao mình cũng là cái người có được, cái người phàm phu nhưng mà cũng có giới, có được một chút hiểu biết trí tuệ, phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là chân lý, cái nào là phi chân, cái nào là những cái điều mà chúng ta phải nỗ lực thực hành, những điều nào mình nên tâm cầu và những điều nào mình nên phải từ bỏ, diệt trừ. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái sự tiến bộ
À, còn nếu không sao? À, giống như những cái con cá, hay là quý vị thấy những con chim đó mà nó bị bủa dây ở trong cái lưới của cái người thợ săn. À, những cái người ngư phủ, ta dùng cái lưới để người ta đánh bắt cá tôm và những cái chúng sanh ở dưới sông. Còn ở trong rừng thì người thợ săn họ dùng cái lưới để mà họ bủa dây, họ bắt những cái chúng sanh sống ở trong rừng. À, cho nên đó là nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta cứ mãi mãi bị bao bọc bủa dây bởi cái lưới của ma dương, rồi trôi lăn trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta phải tìm hiểu, phải học hỏi và phải thực hành. Thì Đức Phật giảng dạy rất là rộng, kinh điển tới 84.000 pháp môn. Nhưng mà đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật tóm gọn lại có ba pháp. Tại vì không làm điều ác, rồi làm các việc lành, thanh lọc những cái ô nhiễm ở trong nội tâm. Cái công việc của cái người tu có ba pháp đó thôi. Đó, rồi bây giờ muốn đạt đến sơ đạo sơ quả thì phải diệt trừ ba cái đó: thân kiến, hoài nghi gì ở cấm thủ. Đó, thì mình biết vậy đó, mình chăm chú vào cái mục tiêu của mình. Bây giờ cái mục tiêu quan trọng của mình là học như thế nào, hành như thế nào để đạt đến cái điều này. Giống như cái người học sinh, cái người sinh viên, bây giờ học những cái môn nào, làm những cái công việc nào, thực hành như thế nào để đạt đến cái đề bài, cái đề thi của các cái vị giám khảo người ta ra đề. Vậy thôi, chứ mình không cần học trở thành tam tạng pháp sư hay là phải thuộc lòng hết 84.000 pháp môn. Những cái vị mà người ta có phước trí đó, rồi người ta đã tạo trữ những cái công đức phước báo nhiều đời nhiều kiếp, thì người ta mới đạt đến được cái đó. Còn bây giờ mình cứ đi từng bước, mình học, mình hành, nhưng mà mình đặt cái mục đích, cái mục tiêu, mình hướng đến đó, mình loại trừ tất cả những cái tầm cầu của phàm phu để mình hướng đến cái tầm cầu của bậc thánh nhân, tầm cầu những cái pháp cao thượng, những pháp cao quý mà Đức Phật dạy để vượt thoát ra khỏi thế gian này. Rồi đó, thì khi mình tầm cầu, mình học, mình suy tư, rồi sao? Luôn luôn mỗi ngày mình phải phản tỉnh, mình xem xét, rồi mỗi giây mỗi phút chúng ta cũng phải xem xét cái về cái tác ý, cái suy nghĩ của mình. Khi mà chúng ta kiểm soát, chúng ta phản tỉnh xem xét, cẩn trọng những cái tác ý sân khởi của mình, để gì? Để mình kịp thời mình diệt trừ những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp bất thiện,
Do đó đó, chúng ta thực hành những cái bước hết sức là căn bản, nhưng mà ở đây nó là cái nhân. À, chính những cái pháp căn bản này đó để chúng ta có thể bước lên những cái nấc thang cao hơn. À, bây giờ mình nói những cái pháp này thấp thỏi quá, mình tầm cầu cái pháp cao thượng, mấy pháp kia không có cao quý, bây giờ tôi làm sao mà đạt được trong 38 điều hạnh phúc á, một tâm không dao động vì pháp thế gian. Tôi đạt được cái tâm mà không dao động trước các pháp thế gian, vậy là cao quý. Nhưng mà đâu phải, mình phải đi từng bước từng bước từng bước, mình mới đạt được cái mà tâm không dao động trước pháp thế gian, mới dứt khỏi được tình dục. Khi mà mình không còn dao động trước các pháp thế gian nữa, rồi dứt khỏi tình dục, thì lúc đó cái tâm mới tự tại. Tất cả những cái phiền não mới diệt hết rồi, thì mới gọi là niết bàn. Chứ không tự nhiên mình nhảy vô, mình thực hành, mình đạt được cái đó sao được. Mình phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Có những vị người ta đã đạt được, nhưng mà bây giờ mới học mình mới vô cái lớp lớp 1 mà giờ mình đòi thi lấy bằng cấp tú tài, sao mà thi kịp, đúng không? Mình phải học cái chương trình của lớp 1 mình xong cái đã, rồi lên lớp 2, rồi lên lớp 3, lên lớp 4, đó, từ từ. Đó, cho nên á là cái đường lối tu tập, cái phương pháp thì chúng ta phải thực hành những cái từng bước. Cái pháp nào là những cái pháp căn bản trọng yếu, mình phải thực hành trước. Rồi chính những cái căn bản trọng yếu này, nó là cái nền tảng, nó là cái nhân để từng bước chúng ta mới phát triển được. Chúng ta không vội vàng. Cái hành trình mà cái sự tu tập nó là một cái công việc đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực bền bỉ một thời gian lâu dài, chứ không phải một ngày một bữa. Cái vấn đề mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời là ta nói để cho chúng ta có sự nỗ lực, chứ sự thật ra đó không ai mà tự nhiên mà có thể mà trở thành bác học, không ai mà tự nhiên mà trở thành những cái vị mà cao nhân được hết, nhớ. Mình phải học hỏi từng bước. Cái đứa bé mà nó trở thành thành đồng á, đâu phải mà tự nhiên mà được, cũng trải qua nhiều đời nhiều kiếp, những cái kiến thức này ấy, nó được dung bồi, thì đến kiếp đó tự nhiên là nó mới có được những cái kiến thức mà ta cho là thần đồng, đúng không? Đó. Chứ còn đâu phải mà trong dòng họ nó đó giờ ông bà cha mẹ có ai là thần đồng, mà tự nhiên sao đứa bé này nó trở thành thần đồng. Cho nên á, do cái duyên nghiệp, do sự tích lũy những cái kiến thức trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Đã quý vị thấy rằng sở dĩ mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài được Đức Phật ban tặng là đệ nhất về trí tuệ, không? Ngài trải qua biết bao nhiêu kiếp,
Do cái mong muốn, cái hướng đến cái địa vị là cái vị thượng thủ sinh văn đệ nhất về trí tuệ, thì ngài cũng phải dung bồi rất là nhiều những cái công hạnh đó mới mới đạt đến. Cho nên á là bây giờ trong cái lời dạy của Đức Phật thì sao, chúng ta phải hướng đến phải tầm cầu những cái điều tốt đẹp, những cái thiện pháp, tầm cầu hướng đến những cái pháp để đoạn trừ thói hư tật xấu của phàm phu, để trở thành bậc thánh hữu học, rồi tiếp tục nỗ lực học hỏi thực hành để hướng đến cái bậc thánh vô lậu, thì mọi cái nó tước đó. Thì khi mà chúng ta đoạn trừ tất cả cái nguồn gốc căn cội của cái đời sống ở trong thế gian này, thì chúng ta mới vượt thoát và đạt đến giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì qua cái bài học ngày hôm nay đi, cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ tư kiết sử, để quý vị có thể có điều kiện tìm hiểu thêm 10 năm cái hạ phần kiết sử, rồi 5 cái thượng phần kiết sử, rồi chúng ta có sự nỗ lực học hỏi, thực hành trong đời sống, trong sự tu tập của chính mình, để chúng ta tầm cầu hướng đến những cái điều tốt đẹp. Thì với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang cũng chúc cho tất cả quý tôn nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe, an vui, có thêm những cái kiến thức, những cái hiểu biết để áp dụng vào cái đời sống của mình. Cần phải tìm hiểu, cần phải học hỏi, cần phải thực hành những cái điều gì, tầm cầu những cái điều gì, những cái pháp nào mà để đạt đến những cái điều tốt đẹp ngay trong cái đời sống, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và cái mục tiêu của chúng ta đó, nó là lâu dài, thì chúng ta hướng đến cái sự giải thoát ở trong những cái kiếp sống tương lai. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, có vững vàng niềm tin, trí tuệ, đầy đủ sự nỗ lực tinh tấn, để đạt đến những cái điều tốt đẹp, và hướng đến cái con đường giải thoát, thoát khỏi ra dòng sanh tử luân hồi. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thì bây giờ xin kính công thỉnh chư cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Và con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư nghỉ ngơi trong giây lát, dùng tách nước ở tỉnh thất thiện hữu. Và để con mời đạo tràng có những câu hỏi để sư giải thích thêm
cho chúng con được hiểu và để hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, Thiện Vũ nghe được âm thanh Nhật Quỳnh phải không? Dạ, kính chào Diệu Thiện cư sĩ Gia Giao Đạo Tràng. Kim Nhung ơi, Kim Nhung ơi, Kim Nhung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Kim Nhung? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ nghe phải không? Nhật Quỳnh à, Nhật Quỳnh xin với Kim Nhung nha. Cho cũng được, hay bán cũng được. Nhật Quỳnh mua. Cho thì Nhật Quỳnh cảm ơn. Là cái tiếng chữ mà dâng mít cho chị Nhật Quỳnh đó nghe. Dạ, để cho Nhật Quỳnh sống thêm vài năm nữa, còn có thể vào đạo tràng phục vụ. Chứ mà nói dạ em dâng mít cho Nhật Quỳnh, trời ơi Nhật Quỳnh run luôn đó. Nhật Quỳnh chưa có cái hân hạnh đó đâu. Nha, nhớ nha, bán cũng được. Dạ, bán thì mình mua, mà cho thì Nhật Quỳnh có nghĩ dạ không có dám đâu. Dạ không có đâu, nghèo lắm nhưng mà có thể mua được. Dạ Nhật Quỳnh nghĩ vậy. Nên nhớ nha, cho Nhật Quỳnh xin đi. À, nếu không bán thì cho xin nha, đừng bao giờ dâng mít cho Nhật Quỳnh nữa nha, để cho Nhật Quỳnh sống thêm vài năm nữa. À, cái này là Nhật Quỳnh à, trong khi chờ đợi những bàn tay, những câu hỏi, Nhật Quỳnh xin chia sẻ một chút nha. Nhật Quỳnh mà bán mua nhiều hả? Cái đó thì tùy Kim Nhung thôi. Nói đại quả mít hả? Dạ. Nhật Quỳnh này chia sẻ một chút. Nhật Quỳnh ngồi ở ngoài room, Nhật Quỳnh thấy có những vị mà đưa một cái vị cư sĩ lên thật là cao, cao lắm. Thì Nhật Quỳnh hết hồn. Trời ơi trời, chết rồi. Nếu mà vị này mà nói với vị kia như vậy thì rất nguy hiểm cho cái vị đó. Cháy hai ba người vậy đó, với em cho Nhật Quỳnh. Nói à, Nhật Quỳnh nói đi, tại sao để như vậy, để sao vậy? Thì Nhật Quỳnh giải lắm quý vị, bởi vậy Nhật Quỳnh không phải nhớ câu chuyện đó để mà giải mình thôi. Quỳnh giải quá đi, ai cũng xúi hết đó, không ai chịu nói hết á. Bắt Nhật Quỳnh nói. Nhật Quỳnh cầm mít, Nhật Quỳnh nói dạ, vị này là như vậy, nhà kia. Tưởng sao Nhật Quỳnh bị vua một trận té tua luôn. Và sau đó Nhật Quỳnh thấy được một điều. Cái gì mà bị đưa lên đó quý vị, là coi như là một cơn bệnh thập tử nhất sanh đến luôn. Nên bây giờ Nhật Quỳnh nghe Kim Nhung mà dân mít cho chị Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh cũng rung luôn. Sợ quá. Sợ mình cho Nhật Quỳnh sống vài năm nữa. Dạ, nắm mô Bích Hà. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh chính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát. Thôi bây giờ Nhật Quỳnh mời Kim Nhung đi. Đúng rồi đó, nên rất là nguy hiểm đối với bản thân Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh thấy vậy đó. Dạ, Nhật Quỳnh thấy vậy. Dạ, bây giờ thôi Nhật Quỳnh mời Kim Nhung đi. Bữa nay Kim Nhung kinh rồi lễ bái tâm bảo rồi thỉnh pháp sư rất là hay. Dạ rồi mời Kim Nhung nghe. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ thưa chị, em nói chị là dâng mic đến chị, thật sự là em làm với lòng tôn trọng chị. Dạ em rất là tôn trọng chị nên em nói như vậy, nhưng mà nếu mà chị không đồng ý thì em lần sau em sẽ không nói là dâng mic nữa, mà em sẽ nói là trao mic ạ. Dạ được không ạ thưa chị? Dạ em, tại vì em rất là tôn trọng chị thì em nói chứ không có ý gì hết. Dạ thưa sư, còn bài học hôm nay thì bài nào con cũng thấy hay hết. Nhưng mà trong cái bài dạy của sư ngày hôm nay thì sư có nói cái câu mà con thấy con cũng tâm đắc, rất là tâm đắc là trong cuộc sống thì mình phải kiểm soát cái tác ý của mình để kịp thời diệt trừ ba nghiệp bất thiện là thân, khẩu, ý bất thiện.
Nhưng con thấy nói thì vậy, nhưng mà thực tế thì nó rất là khó. Vì khi mà mình thấy nó thì mình đã thấy, mình mà thấy được tha, mình sân thì mình đã có một rổ, một sân tha, một sân sân rồi. Thành ra là tham sân nó đã rất là nhiều rồi, mình mới thấy nó. Như vậy là mình có tham sân si đầy đủ hết, kiểm soát thật là khó. Đã, còn trong bài học đó, thưa sư, thì con thường được nghe, học khi mà học kinh về Trung Bộ thì con thường được nghe là tứ lậu, tứ bộc, tứ phối, rồi tứ phược, rồi tứ thủ, rồi lục cái, rồi thất tùy miên, thất tùy miên. Nhưng mà khi về chi pháp thì con thấy quý sư cũng chỉ giảng nó là sở hữu tham, sở hữu si, sở hữu tà kiến và sở hữu sân. Thì trong các dục, dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, hoặc là dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc, vô minh bộc, vân vân. Thì những cái sở hữu này nó ở trong 12 tâm bất thiện. Thì con cũng không biết là nó nhiều như vậy mà nó chỉ khác một chút xíu thôi. Như hồi nãy sư có nói là phược, sư nói là kiết sử là trói buộc, còn bộc phối thì nó siết mình lại, thì nó chỉ có một chút xíu thôi, chi pháp thì nó giống nhau. Thì như vậy thì hàng Phật tử chúng con có thể hiểu và phân biệt, có cần hiểu và phân biệt những chữ này không? Vì nó rất là Hán ngữ, nó rất là sâu mà con cũng chưa, cũng có nhiều khi con cũng chưa hiểu được. Và trong cuộc sống thì mình làm sao mình thấy được cái nào là lậu, cái nào là bộc, cái nào là phối, cái nào là phược. Mình tại vì về chi pháp thì nó giống nhau, thì mình có cần phân biệt đâu là lậu, bộc và phối không ạ? Rồi vì mình thấy là khi mình biết tham thì nó đã tham rồi, khi mình biết sân thì nó đã sân rồi. Như vậy là mình có tham sân si đầy đủ, thì mình có phải cần phân biệt những cái đó không? Con cũng không hiểu ạ. Dạ, con kính thỉnh sư hoan hỷ giải thích giúp con để con hiểu hơn ạ. Dạ, con kính thỉnh sư. Con kính tri ân sư trong bài học ngày hôm nay. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì sự thật ra đó, các cái pháp bất thiện nó có cái căn cội nguồn gốc là vô minh, giải hay là si và tham. À, quý vị nhìn vô cái bản mà thập nhị nhân duyên đó, thì hai cái này nó là cái cội nguồn. Hai cái này nó là cái cội nguồn của tất cả các pháp bất thiện. Rồi, nếu mà từ cái căn cội này đó thì nó phát triển ra. Dạ, không biết là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô Tị. Cảm ơn cô Anh Trang. Thì từ cái căn cội nguồn gốc của vô minh hay là si đó, nó phát triển ra thành 12 cái tâm bất thiện. 12 cái tâm bất thiện này đó, mà quý vị thấy rằng đó, là nó thiên hình dạng trạng ở mọi cái góc độ của cái đời sống. Thấy không? Đó, cho nên là bây giờ mình phải biết, mình phải biết, mình nắm ở ngay cái gốc của nó. Chứ còn bây giờ là nó sử dụng rất nhiều những cái mặt nạ. Rồi ở thế gian thì cái từ ngữ là nó rất là nhiều. Cho nên chúng ta học thì chúng ta nắm từ cái căn cội của nó.
Mình muốn diệt trừ cái cây á, mình chặt cành nhánh đâu có nhầm gì nó. Mình chặt cái thân cây cũng chưa, nó cũng chưa chết nữa. À, mà mình phải gì? Mình phải chặt những cái rễ. À, từ những cái rễ nhỏ. À, những cái rễ à, chi chích mình chặt lần đến những cái rễ lớn hơn. À, đó, khi mà mình chặt được tới cuối cùng, mình chặt được cái rễ cọc của nó là cái mà cái để mà nuôi dưỡng cái cây đó, thì mình mới diệt được cái cây. À, chứ còn nếu mà mình chặt ba cái cành nhánh, chặt ba cái thân đó, thì chặt cái này nó mọc lên cái khác. À, mình chặt một nhánh đó, nó mọc ra còn nhiều nhánh nữa. À, cho nên mình phải biết. À, mình phải đi biết mình đi từ đâu. Thì trong một bài kinh đó, thì quý vị thấy rằng đó, cái tất cả những cái phiền não đó, bất thiện đó, nó tập trung từ đâu? Từ vô minh. À, thì ngược lại tất cả các cái thiện pháp, à, nó xuất phát từ đâu? Từ trí tuệ. À, vậy đó hả, mà ngay giây phút nào mà mình biết mình có trí tuệ, có hiểu biết, là lúc đó là mình diệt được được vô minh. Mà lúc nào mà mình mê mờ, dính mắc, thích thú, à, mong muốn, tầm cầu điều này điều khác, là sao? Là vô minh. À, mà vô minh có mặt thì trí tuệ nó vắng mặt. Vậy thôi. À, thành ra cái sự tu tập đó, à, giống như là cái trò chơi rượt mắt vậy đó. À, một bên đó là trí tuệ, một bên là si mê hay vô minh. À, cứ hai cái anh chàng này đó, cứ lấn nhau. Hả, anh này mạnh thì hất anh kia té. À, mà hả, anh này mạnh lên thì xô anh kia ngã. À, cho nên đó, là chúng ta khi mà mình đi vào pháp hành cũng vậy. À, khi nào mà tâm mình à, có niệm à, tuệ đầy đủ, thì lúc đó là cái tâm nó sáng suốt, định tĩnh. À, còn khi nào mà mình bị phóng dật, các cái phiền não triền cái nó tấn công, thì lúc đó là vô minh, si mê, thì lúc đó là mất đi cái sự sáng suốt đó, hay là mất trí tuệ. Vậy thôi. À, nó là một cái, khi mà mình lấy giống như một cuộc chơi, à, một cuộc đấu trí, đấu sức giữa cái thiện và bất thiện. À, thành ra quý vị thấy rằng này, có nhiều bộ phim, à, những cái ông đạo diễn, những cái người tác giả, họ vẽ ra ở trong thế gian này là cái gì? À, những cái cuộc tranh giành, chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối. À, giữa thiện và bất thiện. À, đó, chúng có gì hết. Cái bức tranh của cuộc đời này nó là như vậy. À, nhưng mà sao? Mà từ hai cái màu nó là đen trắng thôi. À, nhưng mà nó vẽ lên một cái bức tranh của cuộc đời, một cái bức tranh của thế gian này. À, đó, từ hai màu này mà nó pha chế ra rồi, ô, thiên hình vạn trạng, à, đủ mọi cái để đưa đến hạnh phúc và đau khổ. À, vậy thôi, nó chỉ là vậy. Khi nào mình biết như vậy thì mình ráng cố gắng, mình nỗ lực, à, mình phát triển. À, thì lúc đầu á,
cái bức tranh của mình nó toàn là đen. À, rồi sao? Mình phải lần mình từ chuyển từ cái đen, à, nó trở thành cái xám. À, nó tươi sáng hơn chút cái đã. Hồi trước là nó đen thui giống như à, giống như là màn đêm vậy đó. Đêm 30 đó. À, nó tối thui à. À, nhưng mà từ từ rồi sao? Rồi cái bức tranh này nó hơi sáng chút, nó có một cái chút le lói của cái trăng thượng tuần. Nha. À, như vậy là cũng tốt rồi. Rồi trăng thượng tuần nó lần nó mới sáng lần lên. Ha. À, rồi mới đi tới cái ngày rằm. À, cái ánh sáng nó sáng tỏ. À, thì cái cũng vậy. À, mỗi ngày chúng ta phát triển mỗi chút. À, giống như cái ánh sáng của cái mặt trăng vậy đó. Nó sáng dần lên theo cái chu kỳ, theo cái mỗi đêm. Đó. Cho nên là trong cái sự học, cái sự thực hành của mình cũng vậy. À, mình đừng có tầm cầu cao quá. À, mình tầm cầu cao quá thì có đôi lúc mình không đạt được, mình chán nản. À, bây giờ á, mình phải đi từng bước. Bây giờ mình hiểu biết rồi, mình đâm ra mình ngao ngán, ghê sợ, kinh tởm cái thế gian này. Mình muốn vượt thoát ra. Nhưng mà bây giờ á, mình chưa đủ sức. À, chưa có đủ cái pháp độ, trí tuệ, mình cũng còn non yếu, mình còn kém. Bây giờ muốn vượt thoát là chưa có được. Đúng không? Mình nhảy. Bờ này muốn nhảy qua bên kia, nhưng mà bây giờ cái sức mình nó chưa đủ. Mình cứ lọt ùm dưới sông hoài à. Thôi bây giờ ráng leo lên. Leo lên tập nữa. Tập nữa. À, cho nó mạnh. Quý vị thấy rằng á, cái chiếc máy bay á, chiếc xe đó, khi mà nó vận hành lúc đầu đó, xong nó phải có một cái sức mạnh, một cái năng lực, cái năng lượng rất là mạnh thì nó mới vận hành được nha. Chiếc xe nãy giờ nó đậu, bây giờ nó muốn chạy thì nó phải khởi động cái máy. À, rồi phải lúc đầu là muốn cái chiếc xe nó mà xê dịch, nó di chuyển thì phải không, phải dùng một cái năng lượng mạnh để thoát khỏi cái sức hút của quả địa cầu. À, chiếc máy bay như vậy. À, đâu phải tự nhiên mà nó cất cánh được, nó phải có một cái trớn. À, từ A nó phải chạy ra cái phi đạo. À, nó chạy lần từ. À, rồi bắt đầu xong, lúc mà nó muốn cất cánh lên phải rú thật là mạnh. À, coi như nó dùng hết cái công sức của cái máy. À, lúc đó lại tới có một cái sức mạnh, một cái năng lượng tối đa. À, thì lúc đó nó mới đưa cái chiếc phi cơ rời khỏi phi đạo, bay vào không trung. À, thì bây giờ đó mình mới vừa tập tành, giống như chiếc máy bay mới vừa ra phi đạo thôi. À, bây giờ mình phải ráng tích cóp những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ từ những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ lúc đầu này nè. Đó, mình phải dung bồi từng bước. À, chứ mình đừng có vội vàng. À, thành ra đó,
các ngài hòa thượng trưởng lão, các ngài nhắc là cái hành trình, cái cuộc tu tập của mình nó là cái cuộc chạy đường dài, nó chạy tới 40-50 cây số, cả 100 cây số lận. Cho nên là mình phải biết chạy, phân chia cái sức lực của mình, chạy đều. Đó, thành ra Đức Phật dạy mình cái con đường trung đạo là vậy đó. Phải đi từng bước, nhưng mà đều, chậm nhưng mà chắc nè. Đó, chứ đừng có vội vàng quá rồi cái bắt đầu cái sao, rồi cái chán nản bỏ dở nha. Thành ra cái ai chê mình chậm chạp cứ thông thả. Còn người ta đó, ta tiến bộ ta như thế gì đó là của người ta. Bị gì sao? Mình đâu có biết được cái căn cơ của người ta đã tu tập từ quá khứ rồi. Ta có tạo trữ những cái pháp độ, những cái kinh nghiệm có nhiều rồi. Bây giờ người ta tiến nhanh, còn mình kể thủng thẳng, cứ chậm, từng bước. Đó, nhưng mà đều sao? Đều. Thì mình sẽ đạt được. Đó, bởi vì mỗi chúng sanh á, nó tùy theo mỗi người có cái căn cơ trình độ, có cái sức khỏe, có cái phước trí nó khác nhau. Cho nên là mình hãy là chính mình. Mình bước đi trên đôi chân của chính mình. Mình tận dụng khả năng sức lực của chính mình. Mình đừng chạy theo ai hết. Thì như vậy á, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình học hỏi. Và mình thấy điều nào, những kiến thức nào, những kinh nghiệm nào mình cần phải có. Bây giờ mình biết, mình học rồi, với trí tuệ mình sẽ biết. Thành ra đó, Ngài Hòa Thượng Sư Minh, Ngài nói với tất cả mọi vấn đề thế gian này nó có cái câu trả lời đó. Mình khỏi cần phải chạy hỏi ai đó. Khi mà cái tâm mình nó an tịnh, lắng dịu, thì tự động cái trí tuệ của mình nó sẽ cho mình cái câu trả lời. Nó sẽ hướng dẫn mình làm những cái điều rất là tốt đẹp, an ổn. Thành ra mình khỏi phải lăng xăng đi tìm đầu này, mình chạy đầu kia, mình tìm đầu nọ. Tất cả mọi vấn đề nó có cái phương pháp giải quyết hết. Mà đừng có nóng vội. Rồi mình sẽ có được cái giải đáp, có sự hướng dẫn từ cái trí tuệ của mình. Chứ còn chưa chắc người này chỉ dẫn, người kia chỉ dẫn, người nọ chỉ dẫn, phương pháp này, phương pháp kia, phương pháp nọ, chưa chắc nó phù hợp đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta cái tâm quân bình, sáng suốt, thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ hướng dẫn. Cho nên nó là hồi đó Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc, Ngài nói là phước chí tâm linh. Khi mà mình có sự tu tập, có trí tuệ rồi, thì tự nhiên cái trí tuệ mình nó dẫn mình làm những cái điều tốt đẹp, những cái điều đem đến cái lợi ích. Còn nếu mà chúng ta còn những cái tham muốn, những cái điều bất thiện, lúc đó vô minh nó dẫn dắt mình làm toàn những cái điều chuyện không có tốt đẹp. Cho nên là mình phải biết vậy.
thì chúng ta sẽ đạt đến những cái điều tốt đẹp. Cho nên cái điều quan trọng là sao? Mình phải dung bồi, phải tu tập để có được cái trí tuệ. Ra sư nhắc nhở quý vị rằng mỗi giây phút, mỗi sát na, quý vị sống có tỉnh thức, có trí tuệ là mình gần đến Niết Bàn. Mà mỗi giây phút mà mình sống dễ vui, buông lung, phóng dật, vô minh phiền não, thì mỗi phút mình bị trói buộc chặt hơn, giam hãm trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Cho nên á, mình muốn thoát ra thì mình phải làm những cái điều nào, phải gìn giữ những cái gì đó. Nhưng mà quý vị thấy không, cái thế gian này đó, mình mà thả xuôi theo cái dòng đời đó, nó cuốn trôi mình thì nó dễ lắm. Quý vị thấy rằng những cái con sông, những con suối đó, mà những chiếc thuyền đó mà thả xuôi theo cái dòng nước đó, nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Nhưng mà để mà vượt thoát ra thì nó rất là khó. Nhưng mà không phải là không được, thấy không? Đó, thật ra chúng ta phải cố gắng, nỗ lực, kiên trì. Chúng ta sống buông lung, chạy theo trần cảnh thì nó dễ lắm. Nhưng mà muốn thoát ra thì cần phải có những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết với trí tuệ, thì lần hồi chúng ta cũng sẽ vượt thoát được. Thì cũng xin giải đáp câu hỏi, cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, con thấy Kim Nhung đã tri ân sư. Dạ, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thánh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang thấy Nguyên Trang dâng hoa cho Ngài. Đẹp quá. Nguyên Trang có câu hỏi gì không? Nguyên Trang. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nguyên Trang có câu hỏi gì không? Hay là ba đang mắc tay cho Nhật Bình một tín hiệu. Nguyên Trang ơi. Rồi, vậy là nghe có câu hỏi không? Có câu hỏi không Nguyên Trang? Alo, có câu hỏi không? Cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Không hay không? Rồi, vậy là bích ế. Dạ, Nhật Quỳnh kính lại cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ Tệ Duyên vào nãy giờ rồi. Bây giờ cô nữ Tệ Duyên có câu hỏi không? Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có câu hỏi thì cho một tín hiệu để Nhật Quỳnh có thể nhường mic cho cô ạ. Dạ, alo, cô Tệ Duyên hôm nay nghe được không? Dạ, không có câu hỏi luôn. Rồi, để tiếp. Dạ, cảm ơn cô. Bữa nay Nhật Quỳnh thấy cô vô ngồi yên ắng, không có tập thể dục. Dạ, không ai hỏi, con sẽ hỏi. Dạ, mà Nhật Quỳnh hỏi, nhưng mà quý vị nào có thể cầm mic, có thể hỏi hoặc chết chát lên, Nhật Quỳnh xin để nhường câu hỏi lại cho quý vị nha. Tại vì không ai hỏi thì Nhật Quỳnh hỏi, tại vì không thể để mất thời gian quý báu của Thượng tọa Pháp Thành. Dạ bạch sư, cái câu hỏi con rất là đơn giản. Thí dụ như con đi, tại vì mấy ngày nay cũng có nhiều vị nhắn tin cho con, nên câu hỏi này con nghe sư giảng lúc nãy là tâm bất thiện. Thí dụ như bây giờ con muốn học nhiều, như mình học room này, room kia, room nọ, dưới đất trên trời gì tùm lum hết,
để mình mong rằng mình giỏi hơn bạn bè, mình giỏi hơn người khác. Như vậy là có tâm bất thiện không bạch sư? Mình học pháp mà như vậy mình có tâm bất thiện không? Dạ con kính nhân bích đến sư, sư chỉ dạy dùm cho chúng con để chúng con có thể tu tập nhờ tốt hơn một chút. Dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì sự thật ra đó, có đôi lúc á, cái gọi là bất thiện mà nó trợ cho thiện. Lúc đầu á, cái mong muốn của mình á, thấy không? Phải hơn người khác, hơn bạn bè, tôi phải bạn bè tôi nó giữ có 5 giới, tôi phải ráng tôi giữ 8 giới, bạn bè học học kinh không, bây giờ tôi phải học di pháp, để tôi nổi trội hơn, tôi giỏi hơn, bạn bè đi làm phước một ngày thì tôi phải làm phước 3-4 ngày, vậy đó. Đó là những cái mong cầu thiện, nhưng mà còn có cái ngã mạn so sánh, nó đi kèm theo. Mình mong muốn nhưng mà mong muốn hơn người ta đó. Thì sao khi mà nhiều khi mà mình thấy người ta mà vượt trội hơn mình, cái mong muốn mà mình không được thì sao? Thì nó sẽ đem đến đau khổ. Trời ơi, tôi học hoài sao tôi học không thuộc, còn nó học mới có ngày mà nó thuộc. Trời ơi, tôi làm hoài mà sao tôi thấy không ấy, mà sao nó làm được mới có một lần mà nó được cái này được cái kia. Cho nên á, hả mà cái thiện mà nó được thúc đẩy bởi bất thiện là nó chưa có tốt đẹp. Đó. Thành ra đó, Đức Phật nói sao? Mà nhân trắng thì cho quả trắng, mà nhân đen thì cho quả đen. Nhân có trắng có đen thì cho quả có đen có trắng. Cho nên đó, mình nhiều khi mình làm thiện hoài mà sao mình còn phiền não? Tại vì có đôi lúc cái thúc đẩy ở phía sau nó là phiền não. Trời, tôi ráng ngồi thiền. Người ta ngồi thiền nửa tiếng, tôi phải ráng ngồi 1 tiếng. Người ta ngồi 1 tiếng, tôi phải ráng ngồi 2 tiếng. Thấy không? Tại sao? Tôi ngồi 2 tiếng đâu có nổi. Trời ơi, nó đau, nó tê, nó nhức quá, nó chịu không nổi. Đó, lúc đó rồi, sao? Bực bội. Bực bội, sân hận, khổ đau. Thấy không? Cho nên á, là chúng ta học là không có muốn là hơn ai đó. Mình chỉ muốn nỗ lực học tập để gì? Để diệt trừ tất cả những cái phiền não ở trong nội tâm chính mình. Mình hành thiền á, cũng không đạt được cái gì hết. Khi mà mình ngồi thiền mà mình còn mong muốn là sai. Tại vì các pháp thiền á, để gì? Để đối trừ phiền não. Nhưng mà mình muốn đạt được cái này, mình muốn đạt được cái kia, mình muốn đạt được phỉ lạc, mình muốn đạt được trí tuệ cái này cái kia. Mà sao? Khi mình muốn là gì? Là bất thiện. Thì làm sao có trí tuệ? Thấy không? Mình học kinh mà mình muốn hơn người khác, muốn hơn cái kia, muốn người này. Đó. Thành ra đó, là lúc đó đó, cái gì? Là nhân có trắng có đen. Thì sao? Quả có đen có trắng. Đó.
Thì từ đó mình biết bây giờ mình phải loại trừ những cái gì bất thiện, loại trừ mình thực hành để đem đến những cái điều lợi ích tốt đẹp. Khả năng sức lực của mình nhiều, mình hành nhiều. Khả năng sức lực của mình, trí tuệ của mình chừng nào mình học chừng nấy, không có muốn hơn ai. Thành ra khi mà có ngã mạn xen vô thì tất nhiên là cái bức tranh mình có đen có trắng rồi. Mà từ cái bức tranh mà sắm bây giờ mình phải chuyển đổi, mình sử dụng cái màu cho nó tươi sáng hơn. Lần hồi mình bỏ bớt cái màu đen đi, mình sử dụng cái màu trắng nhiều lên. Thì như vậy đó, cái sự học, cái sự thực hành của mình á, nó tiến bộ hơn. Thì dĩ nhiên lúc đầu á là ai cũng như ai, ai cũng giác cái bao đá bao đồ này kia cho nó nặng. Nhưng mà lần hồi á, mình biết cái giá trị của đá đó, của cát, nó không bằng vàng hay là kim cương. Rồi mình quăng đá quăng cát, mình giác vàng kim cương. Nhưng mà sao vàng kim cương nó cũng là nặng, không? Hồi nãy mình giác cái bao đá 10 kg, bây giờ mình giác cái bao kim cương 10 kg, nó cũng nặng như nhau. Chừng nào mà mình thức tỉnh, mình biết được bây giờ đá cũng quăng mà kim cương cũng quăng, đó, mong cầu những cái tầm cầu vật chất của thế gian mình cũng quăng, mà mong cầu đạt được những cái pháp này pháp nọ mình cũng không còn mong cầu nữa. Mình cố gắng, mình nỗ lực để mình học, để mình tiến bộ, để mình thoát ra những cái phiền não thôi. Thì như vậy á, nó sẽ đem đến cái lợi ích và cái trí tuệ mình nó sáng suốt tốt đẹp hơn. Chứ còn mà mình còn ngã mạn, còn muốn hơn, rồi mình cũng muốn đạt được cái này, đạt được cái khác, thì sao? Thì nó còn phiền não thúc đẩy phía sau, nó chưa hoàn toàn, nó chưa hoàn toàn là những cái pháp tốt đẹp. Cho nên lần mình phải loại trừ. Nhưng mà lúc đầu mình phải có những cái mong muốn này, mong muốn học cái nọ, cái hoài bão. Thì cái mong muốn của pháp á, gọi là pháp dục á, thì nó tốt đẹp. Mong muốn bố thí, trì giới, tu tiến, phục vụ đồ vân vân chẳng hạn. Nhưng mà lần hồi á, mình làm mà mình diệt trừ cái mong muốn đi, bây giờ á, thân pháp tùy pháp, bữa nay sức khỏe mình được, mình ráng mình học. Bữa nay sức khỏe mình còn ổn, mình ráng mình hành, chứ không phải thôi bữa nay là phải lên ngồi thiền 3 tiếng. Đừng có đặt nặng về cái gì để mà hơn người khác, mà mình hành theo cái điều kiện thích hợp, theo cái sức của mình, để có cái sự an, mình hành để mình có cái an lạc trong pháp hành, chứ không phải mình hành để mình hơn người ta. Mình học để có cái sự mở mang kiến thức, hiểu biết về Phật pháp, chứ không phải mình học để mình hơn người khác. Thì hai cái thái độ, một cái thái độ nó còn vướng mắc bởi phiền não, và một cái thái độ là thoát ra khỏi phiền não, thì chúng ta phải hiểu biết để từ từ mình vượt thoát đi những cái điều không tốt đẹp, thoát khỏi cái sự khống chế của phiền não, của bất thiện. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh.
Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, alo, alo, 1, 2, 3, 4. À, Đạo Tràng có nghe âm thanh của chị Yên không ạ? Dạ, ơn Giang Nhật Hạ và Thiện Vũ đã cho biết nghe rõ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính, đảnh lễ, Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con xin thay mặt Đạo Tràng kính tri ân Ngài Pháp Thanh đã giảng dạy chúng con. Nhưng mà hôm nay thật ra thì con vào hơi trễ, cho nên là con không biết Ngài giảng về kinh, hồi nãy thấy Nhật Quỳnh post lên là kinh Tương Ưng, nhưng mà qua lời giảng của Ngài thì con không nghe rõ, con không nghe, con vào trễ. Nhưng mà qua câu hỏi của Nhật Quỳnh thì con nghe rất rõ, đó là so sánh về pháp, Ngài giảng là pháp bất nó trở cho thiện. Thì qua cái ngã mạn thì theo con nghĩ ai cũng có. Nhưng mà ví dụ như một người còn tại gia và một người đã xuất gia, hai người đều học pháp giống như nhau, nhưng khác một người còn tại gia và một người xuất gia, thì hai người này có lẽ cũng có cái so sánh, cũng giống như một người có giới và một người không có giới. Tất nhiên là một người có giới thì phải hơn hẳn người không biết giữ giới. Thì hai cái hoàn cảnh như vậy thì xin Ngài giảng rõ cho chúng con được hiểu rõ. Một người xuất gia và một người còn tại gia đều học pháp giống như nhau, nhưng mà khác nhau như thế nào? Và xin Ngài giảng rõ cho chúng con được hiểu. Dạ, con mất cái Ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì ở đây á, chúng ta biết rằng những cái vị xuất gia thì khi đã từ bỏ cái đời sống thế tục thì nó đã đỡ vướng mắc về những cái bổn phận, những cái công việc ở trong thế gian. Cái vị xuất gia thì có cái nhiệm vụ là nỗ lực học và hành theo giáo pháp. Thì dĩ nhiên cái điều thuận lợi thì nó sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp hơn. Còn một cái người cư sĩ tại gia cũng học, cũng hành, như vậy sao? Người ta còn vướng bận những cái ràng buộc, bổn phận, trách nhiệm ở trong gia đình, ở trong xã hội thì sao? Cái sự cản trở, cái chướng ngại nó nhiều hơn thì dĩ nhiên cái kết quả nó thì không có tốt đẹp như cái người mà sống đời sống xuất gia. Thì bây giờ nói một cái trường hợp như cô nói là giữa hai người, một người là không có giới và một người có giới, cùng bố thí, cùng bố thí, thì dĩ nhiên cái người mà có giới thì cái quả nó sẽ tốt đẹp hơn. Bây giờ
cùng là một hột giống. À, giả dụ như bây giờ á, cùng một giống lúa đó, nhưng mà mình gieo ở hai cái thửa ruộng, à, một cái thửa ruộng bị phèn rồi cát sỏi không, còn một cái thửa ruộng bên này đó thì đất đai màu mỡ, à, nước đầy đủ, à, thì dĩ nhiên là cái năng suất của cái thửa ruộng bên này nó sẽ cao hơn, còn cái thửa ruộng bên kia là sỏi, à, đá rồi phèn mặn rồi chẳng hạn, à, nước thì không có đầy đủ, à, cho nên là cái năng suất nó không thể nào bằng bên này đó. Cho nên đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy. À, thành ra đó Đức Phật nói sao? Đức Phật không có khuyên ai phải từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Nhưng mà những người mà từ bỏ gia đình để sống đời sống xuất gia đó, thì Đức Phật cũng không có cản trở. Mà cái người này xuất gia rồi, thời gian rồi, bây giờ cảm thấy cái đời sống xuất gia nó không thích hợp, người ta muốn trở về cái đời thế tục, Đức Phật cũng muốn ngăn trở. À, tùy theo duyên nghiệp của mỗi chúng sanh thôi. À, đó. Cho nên á, là tùy theo cái căn cơ trình độ, cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, mình nên ta cần, à, mình biết những cái điều nào, à, nó sẽ đem đến những cái điều lợi ích tốt đẹp. À, thì giống như cái người nông dân, à, phải biết cái thời tiết, cái mùa vụ, à, rồi mình làm những cái gì để có được cái năng suất cao. À, cái người thương buôn á, thì phải biết, à, mình dự đoán được cái việc kinh doanh của mình. À, bây giờ á, trời mưa, à, cái mùa mưa thì mình bán những cái vật gì mà xã hội người ta cần, à, để có cái lời nó cao. À, mùa mưa mà đem bán áo len thì ai mà, à, mùa nắng mà đem bán áo len thì ai mua, thấy không? Rồi cái mùa mưa, à, mình đem bán những cái vật dụng mà cái mùa mưa nó không có sử dụng, à, thì tất nhiên là cái việc kinh doanh mình nó không có phù hợp, thì nó không có đem đến cái lợi nhuận cao. À, cho nên đó, chúng ta phải dùng trí tuệ xem xét, à, để chúng ta làm, chúng ta học, chúng ta thực hành những cái pháp, à, mà nó đem đến những cái lợi ích tốt nhất. À, đó, thì cũng có trường hợp, à, cái vị này làm phước, nấu cơm bố thí, rồi xây những cái trú xá, à, cho những cái người bần cùng neo đơn khổ sở 2000 năm. À, nhưng mà sao cái vị này sinh ra cái thời kỳ không có tam bảo, cho nên không có gìn giữ, không có tam quy, không có thọ trì ngũ giới, cho nên á, ông ta làm phước 2000 năm như vậy đó mà không có phước báo bằng một cái người mà họ sinh ra cái thời kỳ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác, được thọ trì tam quy, rồi gìn giữ ngũ giới. À, mặc dù ông ta bố thí có một bữa ăn thôi, nhưng mà cái phước báo nó thù thắng hơn là cái vị kia, à, làm phước 2000 năm. Đó, thành ra đó, chúng ta phải hiểu, à, những cái gì, à, nó đem đến cái lợi ích tốt đẹp, à, những cái phước báo nào, rồi những cái điều kiện như thế nào là phù hợp để cho
cá nhân nó phát triển một cách mẽ, tốt đẹp, lợi ích. Cùng một cái hành động bố thí thôi, nhưng mà mình bố thí mà kiểu như là mà chủ nhân thí ấy. Cái người cho, cái người mà đầy tớ thì cái phước nó rất là thấp, nhưng mà cái cũng là cái hành động bố thí dân cúng, nhưng mà nô bộc thí mình bố thí với cái sự cung kính tôn trọng, giống như là cái người đầy tớ mà phục vụ ông chủ, thì cái phước nó nổi trội hơn nha. Vì bố thí thì có cái phước vật, nhưng mà mình nếu mà mình có sự cung kính thì mình được tới hai cái phước nha. Mình được hai phước là vừa có phước vật mà vừa có phước đức, thấy không? Đó, thành ra đó không phải mà cái phước nó lớn do cái vật bố thí, mà cái phước nó lớn hay nhỏ nó còn phụ thuộc vào cái cung cấp, cái tâm mà bố thí như thế nào. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Đại Duyên, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, con thấy cô tu nữ Tệ Duyên đã kính tri ân ngài. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ thì đạo tràng còn vị nào có thể đưa bàn tay của mình lên hoặc có những câu chích chát hay không? Theo đồng hồ Nhật Quỳnh thì còn hơn 10 phút nữa thì đã hết giờ rồi quý vị. Dạ, có vị nào? À, sa thú bàn tay Giang Nhật Hà, mời Giang Nhật Hà nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi là cái bài hôm nay sư giảng về 10 cái kiết sử thì nó rất là rộng quá, mà có thể đưa từ một cái phàm nhân lên tới thánh luôn. Nhưng mà đối với Phật tử và phàm nhân như tụi con thì tụi con hướng tới là ba cái kiết sử thấp và đầu tiên á, thưa sư, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì ba cái này nó có là cái cấp bậc mà để mình đoạn trừ, hay là mình có thể mình làm do mà mình giữ giới rồi mình tu học đó thì mình có thể mình đoạn trừ mỗi thứ một chút. Có giờ mình có thể những cái thân kiến mình cũng có thể mình quán tưởng, rồi mình biết cái thân này là ngũ uẩn, rồi mình năm sống tri túc, rồi mình có thể mình hiểu ra là một ngày nào đó thì mình cũng phải bỏ cái thân ngũ uẩn này. Và cái giới cấm thủ thì mình có thể mình sống đơn giản, rồi giảm bớt những cái lễ nghi, bớt từ từ. Nhưng mà còn cái hoài nghi đó sư, thì nó có liên quan tới 62 cái tà kiến mà từ vô minh cái tiền nghiệp của mình rồi. Thì xin sư có thể giảng rộng ra về chỉ cho con về cái pháp đối trị để loại trừ hoài nghi. Dạ con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì cái hoài nghi ở trong thế gian thì nó rất là nhiều, nhưng mà có ba điểm then chốt mà chúng ta cần phải diệt trừ. Tức là hoài nghi những cái vấn đề mà văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật gì đó vân vân, nó không thành vấn đề. Nhưng mà hoài nghi về tam bảo là một cái điều then chốt quan trọng. Hoài nghi về Đức Phật, không biết Đức Phật là có phải là cái người mà đã hoàn toàn giác ngộ hay chưa. Hoài nghi về giáo pháp, không biết là pháp này
mình thực hành có đưa đến cái sự giải thoát hay không. À, hoài nghi về chư tăng, không biết là chư tăng đó là phải những người mà đi theo thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật là những cái người mà đã diệt tận tất cả những cái phiền não hay không. Đó. Thì ba, chính vì ba cái hoài nghi này đó mà nó là một cái chướng ngại, giống như mà trên cái đường đi của mình á mà có một cái tảng đá thật là to ở trên cho nó rớt xuống là mình không thể nào mà mình đi được. À, cho nên á là mình phải cần phải diệt trừ ba cái gài hoài nghi này. Nha, mình phải tin tưởng chắc chắn rằng Đức Phật là cái vị mà chánh đẳng chánh giác, ngài đã hoàn toàn giải thoát. Ngài là cái vị mà cao thượng nhất ở trong thế gian này. Không có bất cứ một chúng sanh nào mà có thể bằng ngài được, hơn ngài được. À, vì nhớ rằng mỗi một cái thời kỳ đó chỉ có một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này thôi. Còn những người khác, những người nào mà tự xưng đó, thì mình đừng có tin theo. Tại vì á, không bao giờ ở thế gian này xuất hiện hai bậc chánh đẳng chánh giác một ở trong một cái thời kỳ. Cho nên là chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta có một cái niềm tin vững chắc. Chứ ông này xưng thế này, ông kia xưng thế khác, rồi cái mình chạy theo cái này cái khác thì lúc đó mình còn cái hoài nghi về cái trí tuệ, cái sự chứng đắc của Đức Phật. Rồi mình phải biết chắc chắn rằng cái giáo pháp của Đức Phật là nó có cái khả năng để mà đem đến cái ánh sáng trí tuệ để diệt trừ tất cả những cái phiền não trong đời sống hiện tại cũng như là những cái kiếp sống tương lai. Cho nên Đức Phật mới nói là cái giáo pháp này nó là cái con đường độc nhất. Ngoài con đường này không có con đường nào khác hết. Điều này Đức Phật đã khẳng định trong kinh rồi. Đức Phật đã nói với cái vị mà Bà La Môn á, trong giáo pháp nào có bát chánh đạo, ở đó sẽ có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, tức là bốn đạo bốn quả. Cho nên á, ngoài cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác truyền dạy, không có cái phương pháp nào mà đưa đến cái giải thoát hết. Cho nên khi mà chúng ta có cái niềm tin vào Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng chư tăng là những cái người mà đang đi trên cái con đường giới định tuệ và đi đến cái sự giải thoát. Mặc dù á ở thế gian thì phàm tăng rất là nhiều, nhưng mà cái chính vì những cái vị này còn phàm cho nên còn những cái phiền não, nhưng mà dù sao các vị này đang đi đúng hướng, đi đến cái con đường giải thoát. Mình có cái niềm tin vững vàng như vậy thì mình sẽ diệt trừ được cái hoài nghi nơi tam bảo. Rồi mình phải dùng cái tuệ minh sát để mình thấy rằng cái thân ngũ quẩn này á là gì? Danh và sắc. Danh sanh diệt, sắc sanh diệt, chứ hoàn toàn không có một chúng sanh. Khi mà mình có cái kinh nghiệm như vậy thì sao? Mình sẽ diệt trừ được cái thần kiến. Rồi những cái chấp thủ về cái hình thức
cúng tế, phương pháp này phương pháp khác cũng vậy à. Thì một cái vị mà hành giả đó, mặc dù trong đời sống hiện tại này đó có một cái hiểu biết như vậy à, thấy được cái sanh diệt à, của danh sắc à, có một cái niềm tin đối với tam bảo, rồi đã bỏ, từ bỏ tất cả những cái à, phương pháp là hành thân hoại thể khổ hạnh à, theo cái nghi thức à, như thế này như thế khác. Thì mặc dù đó, là cái vị này chưa đạt đến cái đạo quả, nhưng mà ít ra đó Đức Phật nói rằng cái vị này đang à, đứng trước cái niết bàn à, mấy vị kia thì còn lẩn quẩn ở xa, nhưng mà cái vị này đó đã đối diện với cái niết bàn rồi đó. Nhưng mà chưa đủ, mình còn phải nỗ lực thêm, giống như một cái người thí sinh đó, đi thi nhưng mà bây giờ chưa có đủ, thí dụ như người ta 10 điểm thì người ta đậu, mình mới có 9 điểm rưỡi thôi à, xét đậu à, bây giờ xét đậu thôi, bây giờ phải ráng nỗ lực thì thi kỳ 2 thì mình sẽ đậu à, vậy đó à, cho nên đó là chúng ta đừng có nản chí. Ngày sau mình người ta đạt đến thánh đạo thánh quả rồi dễ dàng quá, còn tôi hành 7 năm rồi, thậm chí mười mấy năm rồi, 20 năm rồi mà tôi chưa đạt. Tại vì mình mới xém đậu ha, mình còn thiếu nửa điểm, còn thiếu phần tư điểm, thì dám nỗ lực đi à, rồi mình sẽ đạt đến à, thì cũng xin dạy đáp cái câu và thắc mắc của chủ Giang Nhất Hà. Dạ, chúc chủ nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, bây giờ thấy cũng không còn thời gian mấy phút nữa. Dạ, bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối, rồi tôi xin cùng phút chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giải phước báo này cầu mong chư công đức pháp thể căn an. Dạ, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư thiên hoan hỷ với phước báo à, cầu mong tất cả chúng sanh à, tránh thoát được khỏi những bệnh tật à, những thiên tai dịch họa của thế gian. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh. Như sư ơi, đồng hồ của con còn 6 phút nữa mà sư. Nhưng có một câu nhắn cho con trước khi mà Quỳnh Giang Nhật Hà hỏi, nhưng mà Rung thì ưu tiên cho người đưa tay, nên con để Giang Nhật Hà hỏi trước. Bây giờ còn 6 phút, sư có hoan hỷ có thể cho con hỏi không, và sư có trả lời ngắn được không bạch sư? Dạ được rồi, con tri ân sư. Dạ, một người Phật tử nhắn với con rằng công việc một người Phật tử thì người ta rất là muốn tu tập, nhưng mà công việc bên ngoài phải nói là rất là bận biểu. Thì vị này nhờ con hỏi là làm sao để mình sắp xếp công việc của mình, một người Phật tử, để mình có thể tu tập tốt hơn. Dạ, con kính nhân minh sư, con tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Mây giá. Nam mô Sằng Thầy giá. Thì thật sự ra đó, cái sự tu đó không phải là mình cần phải đòi hỏi cái gì nó quá cầu kỳ à, nó quá cao xa. Cái tu ở đây là sửa. Theo đó ngài và Thượng Pháp Lạc ngài nói đó, cái tu là cái gì? Tu tâm. Tại vì cái tâm của mình á, nó bị phiền não khống chế,
rồi sao nó khổ đau. À, bị gì hồi đó mình mê lầm, mình chạy theo, bị phiền não, tham sân si, nó sai sử, mình làm những cái điều không tốt đẹp, mình gieo những cái nhân xấu, à, cho nên bây giờ mình phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau. À, cho nên mình tu ở đây là mình trở về, mình tránh xa những cái bất thiện, à, mình làm những cái điều thiện, à, rồi sửa tánh. Tánh ở đây là những cái gì? Những cái tiềm miên nhiều đời nhiều kiếp mà nó ngủ ngầm ở trong tâm của mình. À, cho nên ở ngoài đời người ta ví von, người ta nói bệnh á, bệnh thì sửa được, bệnh thì chữa trị được, nhưng mà tật sửa không được. Ha? À, tại vì cái tâm tánh của chúng sanh á, nói nhiều đời nhiều kiếp nó tìm miên, nó ngủ ngầm rồi. À, cho nên bây giờ á, mình tu cái gì? Tu tâm, sửa tâm. À, mình bây giờ đơn giản, à, trong đời sống, trong sinh hoạt, à, mình muốn tu thì mình ráng mình tránh xa những cái bất thiện. À, mình sửa tâm là từ những cái tác ý bất thiện mà nó sanh khởi lên. À, những cái tác ý này là nó là tiềm miên nhiều đời nhiều kiếp ngủ ngầm. À, khi mà nó gặp một cái đối tượng mà thích ý vừa lòng, nó cho là khả hỷ khả lạc thì nó nhảy ra, à, nó xúi mình, nó sai xử mình, thì mình kịp thời mình ngăn trừ, à, là mình diệt trừ những cái tánh bất thiện. À, rồi đó vậy thôi. À, còn nếu mà mình có thời giờ thì mình ráng mình suy tưởng niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng vậy đó. À, hay là hoặc là mình sống tỉnh thức ngay trong hiện tại, mình biết mình đang nói, mình biết mình đang làm, đó, mình biết những cái suy nghĩ, những cái tác ý ở trong nội tâm chúng ta. À, thì như vậy là mình đang tu rồi đó. Đó, chứ đâu phải là khi nào mà tôi có thời gian rồi tôi tụng kinh, tôi lễ Phật, tôi đi bố thí, tôi đi hành thiền là tu. Mình tu ngay trong cái đời sống của mình. Tránh xa ba cái ác, suy nghĩ ác, nói lời ác và hành động ác. Rồi mình làm những cái điều gì tốt đẹp, suy nghĩ những cái điều gì tốt đẹp, mình nói những cái lời tốt đẹp là mình tu. Tu để sửa trị tam nghiệp. Đó, vậy thôi. Rồi nếu mà có thời gian á, thì mình làm nhiều thêm. Có thời gian mình tụng kinh, có thời gian mình hành thiền, có điều kiện mình đi bố thí, mình phục vụ, có thời gian mình thính pháp. Đó, thì những cái này á, thì nó đòi hỏi, nhưng mà đó, cái sửa tâm, sửa tánh của mình thì lúc nào mình cũng tu được, mình cũng thực hành được. Trong cái đời sống mình, lúc nào mình cũng có thể tu được, mình cũng có thể sửa cái tâm tánh, tránh xa những cái điều bất thiện, kịp thời dập tắt những cái tác ý xấu, những cái suy nghĩ bất thiện. Thì xin giải đáp cái thắc mắc. Dạ, bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư đã từ bi giảng dạy. Câu hỏi cuối cùng của con rất là tri ân sư. Dạ, bạn con cũng tri ân sư rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Thị Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đập hẳn sum ba ruột tam ăn
Bụt thệ yô khá ni tổ đô sơ bụt thơ khả mạch tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uột tà mạng ghê nà quạnh đê hăng thẩm manh cha đức quý thân và răng. Thẩm mê vô khá li tô đổ sô thẩm mô khả mạch tu tăng hòa măng. Còn đem hết đầm thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê nà quạnh đê hăng sang khanh cha được vị thốt tam ăn sang khê dơ khá li tô đổ sơ sang khô khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo. Lãnh tất tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi chúc phúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo ngày hôm nay. Và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, xin thay mặt chư tăng phúc thúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha nuvave nasana soti pavantu te pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma nuvave nasana soti pavantu te pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha nuvave nasana soti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thụ sa thụ lành thay dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa ne na pha quan tu bu chi ta so thình ca rơn tê ta quy ha ra mạnh đa lê